Kính thưa quý vị và các bạn, dự báo hôm nay ngày 4 tháng 7, ban ngày trên toàn khu vực Bắc Bộ thời tiết phổ biến là tạnh ráo, không mưa, trời nắng nóng. Mưa nhỏ có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại một số các khu vực của Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn. Tuy nhiên, với lượng mưa phổ biến là rất ít và thời gian diễn ra mưa cũng rất ngắn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 35 đến 38 độ. Cục bộ một số các khu vực Hòa Bình và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận nhiệt độ cao hơn trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Về chiều tối, toàn khu vực Bắc Bộ trời xuất hiện nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện ở một số các khu vực như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ và một số các khu vực của Lạng Sơn. Tuy nhiên, thời gian diễn ra mưa là rất ngắn với lượng mưa rất ít. Cục bộ một số các khu vực Hòa Bình có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Mưa sẽ có xuống gia tăng cả về diện và lượng với đêm ngày mùng 4 và rạng sáng ngày mùng 5 với nhiều điểm xuất hiện mưa vừa và mưa to. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Các khu vực vùng núi nhiệt độ ở mức thấp hơn phổ biến trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Dự báo do ảnh hưởng của các mực khí quyển ở trên cao nên những cơn mưa rào và dông vẫn tiếp tục diễn ra rải rác tại các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, tập trung chủ yếu tại các khu vực Trung Du và vùng núi trong ngày mùng 5 tháng 7. Từ ngày mùng 6 tháng 7 trở đi thì mưa sẽ giảm nhanh cả về diện và lượng. Xuống đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong hôm nay ngày mùng 4 tháng 7. Ban ngày trên toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết phổ biến là tạnh ráo, không mưa, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 36 đến 39 độ. Cục bộ một số các khu vực vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất về trưa và chiều dao động trong khoảng từ 45 đến 50%. Kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn, bà con cần hết sức lưu ý. Về chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ có thể xuất hiện ở diện rải rác tại một số các khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa và một số các khu vực của Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, thời gian diễn ra mưa là rất ngắn. Đến tối và đêm nay, toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết phổ biến là tạnh ráo, không mưa, trời ít mây. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện ở một số các khu vực phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An. Tuy nhiên, thời gian diễn ra mưa là rất ngắn. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh, nên toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tạnh ráo, không mưa, ban ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong hôm nay ngày 4 tháng 7. Ban ngày trên toàn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết phổ biến là tạnh ráo, không mưa, trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên dao động trong khoảng từ 36 đến 39 độ, có nơi xuất hiện nắng nóng trên 39 độ. Còn đối với các khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào có thể xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại một số các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Tuy nhiên, thời gian diễn ra mưa là rất ngắn với lượng mưa không nhiều. Đến tối và đêm nay, toàn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết phổ biến là trời nhiều mây, tạnh ráo, không mưa. Mưa rào có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại một số các khu vực phía Nam của Bình Thuận. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên trong hôm nay ngày 4 tháng 7. Ban ngày trên toàn khu vực Tây Nguyên, thời tiết phổ biến là trời nhiều mây và có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện ở một số các khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Trong đó, mưa tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Nam của Tây Nguyên. Cục bộ, một số các khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông với lượng mưa vừa và mưa to. Đến tối và đêm nay, toàn khu vực Tây Nguyên thời tiết phổ biến là trời nhiều mây. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác xuất hiện ở một số các khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Cục bộ một số các khu vực Lâm Đồng vẫn có thể xuất hiện mưa to. Mưa chủ yếu diễn ra về các buổi tối và giảm dần về đêm.
với nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Các khu vực vùng cao nhiệt độ mức thấp hơn trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Dự báo từ ngày mùng 5 tháng 7 trở đi, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên những cơn mưa rào và dông vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác tại các khu vực Tây Nguyên, tập trung nhiều tại các khu vực phía Nam như là các khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng và một số các khu vực của Đắk Lắk. Cục bộ có những điểm xuất hiện mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to và có thể duy trì cho đến ngày mùng 8 tháng 7. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ trong hôm nay ngày mùng 4 tháng 7. Ban ngày trên toàn khu vực Nam Bộ thời tiết phổ biến là tạnh giáo, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 31 đến 35 độ. Về chiều tối, mưa rào và dông có thể diễn ra rải rác tại cả hai khu vực miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Cục bộ một số các khu vực vẫn có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to, như là các khu vực An Giang, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Cục bộ một số các khu vực Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu có thể xuất hiện mưa rất to. Mưa chủ yếu tập trung chủ yếu về chiều và tối và có xu hướng giảm dần về đêm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Dự báo từ ngày mùng 5 tháng 7 trở đi, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh, nên những cơn mưa rào và dông vẫn tiếp tục diễn ra rải rác tại các khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Cục bộ nhiều điểm xuất hiện mưa vừa và mưa to.